Chào mừng các bạn đã đến với lesson 17. Và trong lesson ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào giải bài map bản đồ. Và trên màn hình chính là cái bản đồ mà chúng ta sẽ đi giải ngày hôm nay. Thông thường thì trong đề thi người ta sẽ cho mình 2 2 3 hoặc là 4 bản đồ tùy vào đề. Và thông thường bài này người ta sẽ yêu cầu mình viết một báo cáo so sánh à, những cái sự khác nhau giữa hai cái giữa một cái ngôi làng giả sử như vậy nhưng mà trong hai thời điểm khác nhau. Rồi, như bài này chúng ta thử đọc đề nè. The maps below hai cái map dưới đây show changes là thể hiện sự thay đổi bởi một cái ngôi làng tên là bởi một cái thị trấn tên là Lakeside at the beginning vào giai đoạn là bắt đầu thế kỷ thứ 21. Rồi chúng ta nhìn thấy nè, đây là Lakeside năm 2000 còn đây là Lakeside năm 2009. Chúng ta phải phát hiện ra được những cái sự thay đổi và báo cáo nó vào trong bài của mình. Rồi để làm được bài này thì chúng ta cần những cấu trúc chúng ta đã học trong video lần trước Nếu các bạn quên cấu trúc nào thì chúng ta hãy mở vở ra để xem lại cấu trúc đó trước khi xem video này Hoặc là kèm cái quyển vở đó cùng với video này để hiệu quả học tập được cao hơn ha Đây chính là cấu trúc mẫu của một bài map Chúng ta nhìn mở bài nè Mở bài chúng ta sẽ bắt đầu bằng cụm từ là The Map Illustrate là biểu đồ minh họa Some changes là một vài sự thay đổi To có nghĩa là sự thay đổi đó xảy ra đối với cái gì Ngôi làng, thị trấn hay thành phố thì chúng ta điền vào chỗ ba chấm này Over a period of bao nhiêu years đó Trong giai đoạn là bao nhiêu năm Phần tổng quan Phần tổng quan thì cũng rất đơn giản Chúng ta ghi nè Overall, nhìn chung Chấm 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 là cái địa điểm, cái thành phố, cái thị trấn hay cái ngôi làng nào đó Experience considerable changes có nghĩa là trải qua những sự thay đổi đáng kể during the period shown là trong suốt giai đoạn được nêu ra the most noticeable differences có nghĩa là những sự khác biệt mà đáng chú ý giữa hai cái map đó là là cái gì thì chúng ta ghi vào đây vậy là chúng ta phải nhìn ra được những cái map mà người ta cho mình ở trong đề thi ấy, thì nó có đặc điểm gì mà khác biệt nhất thì mình sẽ điền vào điền vào đây rồi Thanh bài 1 thì chúng ta bắt đầu bằng cụm từ là as can be seen from the maps như có thể được nhìn thấy từ những cái bản đồ rồi điều gì đó xảy ra thì bắt đầu chúng ta sẽ áp dụng những cái cấu trúc mà chúng ta học được từ cái video lần trước để chúng ta làm bài Thanh bài 2 Turning to the other features có nghĩa là nhìn uh, khi mà nói về những cái khu vực còn lại, những cái đặc điểm còn lại thì chúng ta có thể thấy rằng đây chính là cái cấu trúc mẫu dành cho dạng map mà chúng ta có thể học để chúng ta làm cho tất cả hầu như tất cả những cái bài map mà ra thi rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đến với mở bài đây là mở bài mẫu của chúng ta nè còn đây là cái đề thi thì bây giờ chúng ta áp dụng mở bài nè chúng ta ghi nè the maps illustrate some changes to hai cái biểu đồ này minh họa những thay đổi xảy ra đối với thì đối với ngôi làng Lakeside thì chúng ta ghi là the town of Lakeside rồi over a period of các bạn xem có bao nhiêu năm 2000 tới 2009 nè đó rồi over a period of 9 years trong giai đoạn là 9 năm từ năm 2000 tới 2009 vậy là chúng ta đã có một cái mở bào hành chỉnh. Rồi bây giờ đi sang phần tổng quan. Tổng quan thì ta, chúng ta cũng đã có cái cái dàn mẫu rồi thì bây giờ chúng ta sẽ viết ha. Đó, chúng ta chỉ cần điền vào chỗ trống này là the town là cái thị trấn này mà thôi. Nhìn chung, thị trấn trải qua những sự thay đổi đáng kể trong suốt giai đoạn được nêu ra. Rồi bây giờ chúng ta xem coi nó có những cái sự thay đổi nào nè sự thay đổi mà đáng chú ý giữa hai cái map đó là thì bây giờ chúng ta chỉ nhìn sơ qua thôi mình đừng có nhìn vào những cái cụ thể mà nhìn sơ qua một cái thì các bạn thấy cái nào mà thay đổi đáng nổi bật có phải là cái vùng này đúng không đây cái vùng này nè là đáng nổi bật nhất thì chúng ta thấy không cái vùng vùng này là industrial complex có nghĩa là khu phức hợp công nghiệp thì cái khu này nó được mở rộng một cách đáng kể vậy là mình sẽ nói là sự khác biệt lớn nhất giữa hai cái map đó chính là sự mở rộng đáng kể của cái khu công nghiệp này rồi và cái sự biến mất của cái khu vực dân cư ở đây ha vậy là chúng ta có lần trước chúng ta học mở rộng là expand extend vân vân nhưng mà ở đây chúng ta cần cụm từ là sự mở rộng của cái gì thì chúng ta có cụm từ là the expansion of ha expand là động từ the expansion of là một cụm sự mở rộng của cái gì expansion là danh từ vậy là sự mở rộng của khu vực công nghiệp này và sự biến mất của cái khu vực dân cư. Biến mất là disappear, sự biến mất là the disappearance of, rồi right, the disappearance, the disappearance of the residential area. Vậy là chúng ta đã có một cái tổng quan hoàn chỉnh. Đó, mình lưu ý là tổng quan mình sẽ rút ra những cái gì nổi bật nhất trong hai cái bản đồ mà mình nhìn được. Mình nhìn qua là mình đã nhìn thấy rồi, chứ chúng ta không phải đi vào chi tiết. Bây giờ mình sẽ outline. Chúng ta biết là mình có hai khổ body. Vậy thì đối với map mình sẽ chia như thế nào? Thì tùy bài, đôi khi là mình chia uh, những cái gì ở phía Bắc thì mình nói, những cái gì phía Nam mình nói vào một body Hoặc là những cái gì ở phía Đông mình nói vào một body, những cái gì ở phía Tây mình nói vào một body Mình có rất cách rất, rất nhiều cách chia tùy theo cái cách nhìn nhận của mỗi người Giả sử như bài này, chúng ta cũng có rất nhiều cách chia Chúng ta nhìn thấy là cái con sông này nó cắt cái biểu đồ thành hai phần đúng không? Chúng ta cũng có thể nói là cái phần ở bên này nè, con sông làm body 1 rồi những cái phần ở bên này của con sông làm body 2 ha. Rồi vậy thì Huyền sẽ chia theo hai bên dòng sông cho nó dễ. Rồi đối với body 1 nè, chúng ta nhìn thấy coi có cái gì xảy ra. Cái residential area qua cái năm 2009 là các bạn thấy nó giữ nguyên đúng không? Vậy là giữ nguyên là chúng ta có cái vùng residential area ở khu vực là Tây Bắc nè. Đây là khu vực Tây Bắc, Northwest. Rồi, ngoài ra chúng ta thấy là cái warehouse đổi thành cái car park hotel đổi thành offices, Arts center đổi thành multi screen cinema, A residential area ở đây thì đổi thành shopping center. Vậy những cái này bị phá hủy và đã đã bị thay mới bởi những cái khác. Rồi, phá bỏ và thay thế thì chúng ta kể tên ra. Rồi còn cái school thì nó nó dịch chuyển một tí xíu về phía dòng sông ha và nó mở rộng ra. Rồi. Đối với body 2 thì chúng ta nhìn thấy nè, cái industrial complex thì nó mở rộng rất là đáng kể. Còn cái residential area ở phía nam thì đã bị biến mất rồi. Đó. Rồi ngoài ra thì ở cái bản đồ của chúng ta còn có khu vực màu xanh này là woodland là một cái khu rừng nè. Các bạn thấy là khu rừng nó bị thu hẹp nè. Nó đã bị chặt đi rất là một cái phần của khu rừng là đã biến mất rồi. Rồi chúng ta còn có cái hồ thì nó cũng bị thu hẹp thành cái hồ nhỏ. Rồi vậy là chúng ta còn có thêm cái này nữa. Vậy là outline của chúng ta đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ đi áp dụng những công thức của video lần trước nè, công thức giữ nguyên công thức chỉ sự bãi bỏ chỉ sự phá bỏ thay thế công thức chỉ sự dịch chuyển nè biến mất mở rộng thu hẹp để chúng ta đi làm cái bài này rồi bây giờ chúng ta thấy nè bắt đầu bằng as can be seen from the maps rồi từ năm này cho tới năm này điều gì xảy ra đây the northwest residential area giữ nguyên thì chúng ta nhớ lại lần trước á chúng ta học cụm từ là Remain unchanged chúng ta nhớ phải sử dụng trong quá khứ hay remain có ID bởi vì đây là năm trong quá khứ Bây giờ đến phá bỏ và thay thế các bạn nhìn mình làm ha. Rồi. Mình ở đây mình có bốn bốn cái đúng không? 1 2 3 4. Mình sẽ gộp 2 2. Hai cái này vô một câu, hai cái này vô một câu ha. Để tránh viết những cái câu đơn. Rồi. Uh, warehouses và cái hotel nè là bị were demolished to make way for. Đây là huyền sử dụng cái công thức lần trước mà mình đã học bị phá bỏ để dọn đường cho cái gì đó cho a new car park and offices đó. Tiếp theo là the arts center và the western residential area. Western là phía tây, khu vực dân cư ở phía tây nè. Were also destroyed cũng bị phá hủy luôn and replaced by và bị thay thế bởi cái này đây. Cái cinema và cái shopping center. Đây. Rồi, còn à, dịch chuyển cái ngôi trường dịch chuyển thì sao? The school Next to the art center, cái trường mà gần cái trung tâm nghệ thuật á thì bị dịch chuyển nè. Was relocated. Dịch chuyển một tí xíu là a little. Gần với dòng sông là close to the river. Rồi, vậy là chúng ta đã có một body hoàn chỉnh. Chúng ta thêm cái cụm từ này vào cho nó hay. During the same period, có nghĩa là trong cùng giai đoạn đó, có nghĩa là trong cùng giai đoạn từ năm 2000 tới năm 2009. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang body số 2. Body số 2 chúng ta cần công thức biến mất mở rộng và thu hẹp. Rồi, bắt đầu body số 2 thì chúng ta sẽ có câu giới thiệu là bây giờ nói tới những đặc điểm còn lại, chúng ta có thể thấy rằng the southern residential area disappeared. Cái khu vực dân cư phía nam biến mất rồi. Đây. Biến mất rồi. Các bạn có thể thay từ biến mất bằng từ là bị bị đập bỏ rồi, bị phá bỏ ha. Mà chúng ta đã học hoặc chúng ta uh, chỉ ghi từ disappear thôi là đủ rồi. Và mình lưu ý, công thức lần trước của mình nếu mình sử dụng từ mang nghĩa phá bỏ là demolished hoặc là destroyed hoặc là knocked down thì chúng ta sử dụng ở bị động. Do đó nó có to be đằng trước. Nhưng nếu chúng ta sử dụng từ disappear thì chúng ta lại không viết nó ở dạng bị động. Rồi, bây giờ tới cái này. Trong khi đó thì cái The, the industrial complex là cái khu phức hợp công nghiệp ở phía đây, phía này là phía đông nam ha. Rồi, was significantly expanded là được mở rộng một cách đáng kể. Rồi, bây giờ mình nói tới cái woodland nè. A large area of the woodland có nghĩa là một khu vực lớn của cái cánh rừng này đã bị chặt bỏ đi rồi. Đó các bạn thấy nè. Trong khi đó thì cái the lake became a small pond cái hồ thì đã trở thành một cái hồ rất nhỏ. Vậy là chúng ta đã hoàn chỉnh body số 2 và bài của chúng ta đến đây cũng hoàn chỉnh rồi. Các bạn hãy xem lại video áp dụng với video lần trước để chúng ta phân tích bài và rút ra công thức thật kỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.